Thiện xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Thì ngày hôm nay thứ bảy, thời tiết buổi sáng sớm mà mưa hôm hôm tới giờ luôn, kéo dài tới buổi sáng hôm nay cũng mưa luôn. Thì hôm nay Thiện cũng không có đi quay được, mà cũng không có đổ cầu được nữa. Thì hôm nay ở nhà quay cảnh xung quanh nhà cho tất cả mọi người xem. Hôm nay là mấy con vịt phía sau nhà mẹ nuôi nè, được 20 con. Thì mấy con vịt này nuôi cũng gần một tháng rồi. Chết rồi, có một con đang bị cúm kia giống rồi. Trời ơi, con kia bị cúm rồi. Xin bác nó vô trong chỗ cái che lại để đừng nó lạnh. Mấy con vịt này thì mưa quá đó, thì nó không có chịu được cái lạnh đó. Có một con nó bị rung rồi. Nó bị lạnh quá đó, tại vì mưa hằng đêm rồi. Đây, hiện tại thì ở miền Tây đang bị áp thấp nhiệt đới đó, cho nên mưa rất là nhiều. Mấy con vịt này nó cũng không chịu nổi cái mưa luôn, nó lạnh. Tội nghiệp quá đó ha. Nó ăn kìa, nó đứng lên rồi kìa. Cái này nó ăn xong đem vô trong chuồng. Ở trong kia thì có 4 con vịt đẻ. Thì những cái con phần vịt này thì mẹ nuôi sao đó, cho nên nó cũng còn nhỏ. Ở đây là lúa vụ 3, sau khi cắt lúa hè thu xong đó thì có người thì không xạ, có người thì cũng xạ lại rồi. Thì đây là miếng đất này của người khác, cho nên người ta cũng xạ lại. Thì riêng phần có Thiện thì không có xạ, tại vì nước mưa gió thất thường đó, không có dám làm. Mưa nguyên một đêm luôn thì nước ở ngoài đồng, ngoài ruộng bắt đầu dâng lên cao. Những cái phần lúa này không biết vài ngày tới có bị ngập hết hay không nữa. Thì hiện tại giờ ở miền quê thì cuộc sống cũng rất là khó khăn. Bà con cô bác thì chủ yếu là đi bắt ốc, kiếm rau với kiếm cá thôi, chứ cũng không có làm được công việc gì khác. Ngoài đồng ruộng thì đa phần là người ta đã bỏ đất rồi, không có còn xạ nữa. Thì có một số người xạ lúa là để lấy giống đó, cho nên đây là gọi là lúa vụ 3. Ngoài cảnh mưa thì rất là buồn luôn. Thì Thiện hôm nay nghỉ ở nhà một ngày để tránh cái mưa bão. Nhưng mà không biết ngày mai có đi làm lại được hay không. Mà các anh em, các chú thợ thì cũng đã ngưng công việc lại rồi. Tại vì mưa gió thì Thiện cũng không có cho các anh em đi làm. Tại vì mưa gió thì làm rất là nguy hiểm. Áp thấp nhiệt đới thì thường mưa kéo dài khoảng 5 hoặc 7 bữa. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 2 rồi, ngày mưa gió. Cho nên vật liệu ngày hôm qua thì cũng đã xuống với ghe xong hết trơn rồi, cũng dự định là ngày hôm nay đi đổ cây cầu, nhưng mà mưa quá thì không có làm được. Cảnh mưa thì nhìn rất là buồn luôn. Mưa từ ngày hôm qua tới ngày đêm hôm, ngày sáng ngày hôm nay mưa liên tục không có ngừng. Ở đây là mấy chú vịt mà mẹ nuôi để tới khi mà nước tháng nước lũ lên, nước ngập lên á, thì những con vịt này nó sẽ đẻ trứng. Thì nuôi từ bây giờ là khoảng 2 tháng nữa vịt sẽ đẻ. Thì đang mưa lớn lắm rồi, thì
cái ghe đó. Hôm trước thì cũng có, hôm qua thì cũng có đưa vật liệu xuống, là cũng dự định là đổ cây cầu được, nhưng mà bây giờ thì đậy lại, không có đi được nữa. Thì khi nào mà hết mưa đó thì sẽ cùng các anh em tới đây đổ cây cầu. Thì cũng rất là mong các cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho Thiện, là tại vì thời tiết mưa với lại hổng gài cũng bận cây cầu đó, cho nên những cái nhà mà làm cho bà con cô bác đó cũng đã được cuốn nền, làm nền xong rồi, nhưng mà chưa có được dựng nữa. Thì hôm nay mưa rồi cho nên chắc cũng phải tạm ngưng lại vài ngày. Ở đây là cái ghe nè, được đậy lại đàng hoàng hết rồi. Nếu không thì nước nó sẽ vào cái ghe, nó sẽ ngập cái ghe luôn. Mưa này thì không có phải là gió nhiều, nhưng mà mưa là mưa cả ngày lẫn đêm luôn. Mưa này nước rất là nhiều luôn. Có nước không chị Xóa? Ở đây chú Út sáng hôm nay cũng dự định là đi để chở vật liệu đổ cầu, nhưng mà mưa quá thì giờ hút nước trong ghe ra. Nước nhiều không? Ít hả? À? Hôm qua thì đậy cái ghe xong rồi cho nên cũng đỡ nước. Bơm nước trong ghe ra. Thì Dũng với lại anh Dương Bồi thì cũng không có làm cho Thiện nữa. Thì Thiện sẽ nhờ những anh em khác để làm cái công việc này. Thì do mỗi người có một cái công việc khác, cho nên chuyển sang cái công việc khác làm rồi. Thì hai anh em cũng không có còn đi làm cho Thiện nữa. Thì đây chú Út cùng với các anh em trong xóm và các cháu lúc nghỉ hè này thì đi làm công việc này. Cảnh mưa trên dòng sông trước nhà Thiện nhìn thấy buồn, đều hiu. Thì thứ nhất là mưa, thứ hai nữa bây giờ thì cái phương tiện mà chạy trên sông đó, người ta không có còn đi nhiều như trước nữa. Bây giờ chủ yếu là đi bằng xe tải, xe hai bánh, chứ cũng không có đi ghe nhiều, cho nên ở dưới sông lúc nào cũng thấy buồn, vắng. Không có nước hả? Để mà đo coi bao nhiêu rồi ống từ cái đi thử ra phải luôn. Như miếng gì anh nói luôn không có lợi. Muốn anh thấu con này nè. Thổ 3 mét rưỡi cho được, thổ 3 mét là thử con cách ra đe. Hoa cao. Thiện quay cánh đồng ở phía bên ngoài cho tất cả mọi người xem. Thì hiện tại nước đã lên cũng ngang gốc rạ rồi. Thì nếu mà có ga ruộng bắt
cá hay là giăng lưới gì cũng được. Ở đây là nước mưa chứ không phải nước lũ. Mưa lớn thì nước nó sẽ dâng lên. Ở ngoài kia cũng có một số hộ dân người ta xả lúa đó, cho nên thì không biết kết quả như thế nào. Nếu mà mưa ngập kiểu này thì lúa nó sẽ chìm trong nước hết. Thì ngày hôm nay Thiện ở nhà thì cũng mong rằng trời sẽ không còn mưa nữa để có thể tiếp tục làm những công việc thiện nguyện. Thì hôm nay Thiện nghỉ ở nhà, quay những hình ảnh này gửi đến tất cả mọi người xem. Cảnh quê trời mưa buồn lắm. Ngoài đồng thì đã cắt lúa xong hết rồi, chỉ còn lại lúa chét thôi.